Sáng nay ngày 24 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã có buổi kiểm tra thực tế hết tình hình đầu tư khai thác phố du lịch An Thượng và có hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, quận Gò Hải Sơn. Dự án khu phố du lịch An Thượng giai đoạn 1 hiện đã thi công hoàn thành hai tuyến đường phục vụ đi bộ An Thượng 1 và An Thượng 4, còn 6 tuyến khác đang tiến hành triển khai thực hiện. Sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện nay các hoạt động du lịch tại đây đang bắt đầu mở cửa trở lại. 70% các cơ sở lưu trú hiện đã đón khách với công suất 40%. Quận của Hà Sơn cũng đã xuất tiến xây dựng quy chế hoạt động để quản lý các hoạt động tại đây. Để gắn kết với khu phố du lịch An Thượng, thiên ngành du lịch thành phố Húc cũng đang triển khai trở lại việc thí điểm tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bờ biển Mỹ An qua kiểm tra thực tế phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn yêu cầu quận của hà sơn rà soát khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các tuyến đường còn gian dở lưu ý các khu vực nhét nhát cần chỉnh trang khẩn trương để tạo mỹ quan đồng thời vận động khuyến khích các hộ dân trong khu vực đầu tư tạo cảnh quan xanh đẹp để đón khách đối với các khu vực khác chưa cấp thiết thì giảm tiến độ triển khai sau không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch Việc phát triển các hoạt động du lịch tại đây cần nghiên cứu kết hợp với các hoạt động văn hóa nghệ thuật của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Quận của Hà Sơn rà soát làm việc với các chủ lô đất trống để tính toán triển khai các khu vực đổ xe phù hợp. Đối với các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Húng, giao ngành du lịch khẩn trương chuẩn bị để đến ngày 15 tháng 3 đưa vào vận hành thử trên tinh thần đảm bảo đồng bộ, văn minh, hiện đại là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách khi đến Đà Nẵng.